9. Thâm sơn cùng cốc. Bây giờ tôi xin thầy chúng tôi kể cho chúng tôi nghe về những nơi ông đã viếng và ở lại. Ông đã thiền định những gì và tu tập như thế nào? Sáng hôm sau, người con trai bắt mục phu tặng tôi một ít thực phẩm, gồm một bao bột lúa mì, một ít phó mát và bơ. Và khi tặng, anh ta yêu cầu tôi khi thiền định phải nhớ đến vợ chồng anh ta. Như thế tôi ra đi vào cái hang tôi đến đầu tiên, là một hang đá trên sườn đồi ngay phía sau ngôi nhà tôi. Chìm sâu trong sự sùng mộ của mình, tôi đã ăn uống một cách tiết kiệm và số thực phẩm đủ cho tôi dùng trong vài tháng. Nhưng người tôi lại hoàn toàn suy yếu. Khi không còn gì nữa, tôi quyết định đi xin thực phẩm. Nếu không, tôi không thể tiếp tục thiền định được. Vì thế, tôi mang theo cái bát đựng của bố thí ra đi, hướng về mấy ngôi nhà tranh và mấy cái chòi của những người chăn súc vật và sống trên các ngọn đồi. Căn lều tôi đến đầu tiên là một căn lều da bò. Nghĩ rằng mình sẽ gặp may. Khi đưa đầu vào nhìn, tôi đã đụng phải, vì nó giống như mọi căn lều khác, căn lều của thím tôi. Dĩ nhiên bà nhận ra tôi ngay, và tức tốc bà thả chó ra cắn tôi. Tôi phải bỏ cả cây gậy trong tay xuống và nhặt đá ném mấy con chó. Vì thế chính bà chạy ra, tay cầm cọc lều, chạy tới đánh tôi tàn nhẫn, trong khi cất tiếng sỉ nhục mỉa mai tôi. Mi làm nhơ nhút người cha cao quý của mi. Mi là tên sát nhân của bà con Nguyễn thuộc. Mi là kẻ làm tan nát xứ này. Mi còn đến đây làm chi? Nghĩ cha mi lại sinh thằng con như mi. Và bà lại đánh tôi túi bụi. Vì thế tôi quay lưng bỏ chạy. Nhưng người tôi đang suy yếu vì thiếu ăn, tôi vấp phải hòn đá và té nhào xuống một ao nước, suýt nữa bị chết đuối. Tôi cố gắng tìm mọi cách ra khỏi ao, trong khi thím tôi vẫn còn nhục mạ. Tôi cố gắng dùng cây gậy chống đỡ thân thể yếu đuối đứng dậy. Rồi trong khi buồn vô hạn, tôi lại cất tiếng hát cho thím tôi nghe. Và bà đã ngừng chửi rủa để nghe tôi hát. Trong bài hát tôi kể lại rằng bà và chồng bà là hai kẻ đã gây bao đau khổ cho hai đứa trẻ mồ côi và người mẹ quá. Trong khi một đứa đi lang thang như một kẻ ăn mày, người mẹ đã chết trong nghèo khổ, người em gái lưu lạc nơi đâu không ai biết. Gia đình đổ vỡ, mọi người mất nhau. Tôi đang sống cuộc sống cô đơn để thiền định những giáo lý của thầy. Nhưng vì thực phẩm đã cạn, tôi ra khỏi nơi ẩn tu để tìm lương thực giữ mạng sống. Dù sao ai đó đã khiến tôi mù mắt đến cửa nhà thím. Bà đã thả chó cắn tôi, dùng cọc lều đánh vào thân xác tiều tụy của tôi. Tuy nhiên, mặc dù tôi đã nổi giận vì bà, nhưng nhớ lại những lời thầy dạy, tôi không để những tình cảm như thế len vào tâm tôi, cũng không được phép lập tâm trả thù bà. Tôi cầu xin sư phụ tôi giúp đè nén lòng uất hận. Bài hát đã làm cho chị tớ gái đứng sau lưng thím tôi bật khóc. Chính bà cũng có vẻ hồi tâm hối hận và cảm thấy hổ thẹn. Vì thế bà vào lều bảo người tớ gái mang cho tôi một miếng bơ và một ít phó mát. Tôi tiếp tục đánh một vòng các căn lều và chòi còn lại mà tôi không nhận ra được người nào. Nhưng tất cả những người đó dường như họ nhận biết tôi ngay. Mặc dù họ nhìn tôi một cách lạnh lùng, nhưng họ lại rộng lòng trong việc bố thí thức ăn cho tôi. Và như thế tôi trở về hang đá với lương thực khá đầy đủ. Đã có kinh nghiệm với những phản ứng của thím tôi, nên tôi có thể tưởng tượng những gì chú tôi sẽ làm, và tôi định tránh xa nơi ông ở. Nhưng ông đã tự xây một ngôi nhà mới. Dĩ nhiên tôi không biết được điều đó, vì thế tôi đã đến đúng ngay nhà chú tôi. Và trước khi đến nơi, tôi đã bị một viên đá ném vào người. Tôi biết ngay lỗi lầm của mình. "Tao chờ gặp mi đã lâu rồi," ông hét, trong khi chạy ra tấn công tôi với nhiều viên đá khác. Tôi quay mình chạy gấp, nhưng ông lại lấy cung và tên, vừa bắt đầu bắn tôi, vừa la hét với những người chung quanh. Cho nên cuối cùng, họ bắt kẻ đã phá hoại quê hương xứ sở họ, họ phải bắt hắn. Dường như lúc này chỗ nào tôi cũng bị người ta lên án xử tội.
Trong vô vọng, tôi kêu cầu sư phụ tôi. Tôi gọi tên ông. Tôi gọi các vị thần hộ mệnh cứu tôi thoát khỏi kẻ thù. Việc này đã có hiệu lực chặn đứng được những kẻ vẫn chạy theo tôi. Họ lộ vẻ kinh sợ những năng lực thần bí của tôi. Họ giữ chú tôi lại, không cho ông làm hại tôi. Và trong lúc hốt hoảng, họ còn bố thí cho tôi nữa. Chú tôi không như thế. Ông vẫn kiên quyết tấn công tôi, mặc dù ông đã bất lực trước những thanh niên giữ ông lại. Trong khi về hang đá, tôi đã quyết định rời bỏ ngay vùng này vào ngày hôm sau, vì nơi đó vẫn còn nhiều người thù hận tôi. Nhưng đêm đó tôi đã thấy một giấc mộng khiến tôi ở đáng lại vài hôm nữa. Rồi việc đã xảy ra. Vesay, cô gái mà tôi đã được hứa hôn khi còn bé, nghe tôi đã trở về và cô ta đến hang đá thăm tôi, mang cho tôi nhiều thức ăn ngon. Cô ta đầy nước mắt ôm tôi và kể cho tôi những chi tiết về cái chết của mẹ tôi, sự lưu lạc của em gái tôi, khiến tôi buồn vô hạn. Cô vẫn giữ lòng trung thành quá, cô vẫn chưa lấy chồng. Tôi nói, người ta ai cũng sợ uy lực của anh, có ai dám sợ đến bàn tay anh đâu. Cô ta vừa nói vừa mỉm cười yếu ớt. Nhưng dù ai có đến hỏi em vẫn không thể lấy họ được. Anh đã chọn cuộc sống đạo hạnh, thật là việc rất hay. Nhưng còn nhà cửa ruộng đất của anh thì sao? Tôi biết cô ta muốn nói gì. Nhưng vì tôi từ bỏ tất cả những gì liên quan đến của cải thế gian, nên tôi đáp, nếu cô gặp em Beta ở đâu, nhờ cô nói với nó, tôi cho nó tất cả đó. Tạm thời bây giờ cô có quyền sử dụng những thứ đó cho đến khi Beta trở về. Và nếu Beta chết thì chúng hoàn toàn thuộc về cô. Còn anh không cần sao? Cô ta hỏi một cách ngạc nhiên. Tôi đáp, còn tôi sẽ tìm thực phẩm ở bất cứ nơi nào có thể tìm được. Nếu không, tôi sẽ đến chết đói là cùng. Như thế tôi giữ ruộng đất để làm gì? Tôi chỉ ở trong những hang động, những sơn cốc để ẩn tu. Như thế tôi giữ nhà cửa để làm gì? Tôi đã biết rằng dù cho tôi có cả trần gian này, khi tôi chết tôi cũng không thể mang theo được. Như thế nếu bây giờ tôi từ bỏ tất cả mọi vật thì tôi sẽ được hạnh phúc trong cả đời này và những đời sau. Đây chắc chắn là con đường trái nghịch với con đường thông thường mà phần đông mọi người đều suy nghĩ và hành động. Nhưng xin hãy coi như tôi không còn sống nữa. Cô ta hỏi, có phải cách tu tập của anh cũng khác hẳn với cách tu tập của tất cả những người của các tôn giáo khác? Tôi đáp, dĩ nhiên là tôi trái nghịch với những kẻ trá hình muốn làm thầy tu để được người khác kính trọng và tôn vinh. Họ chỉ mặc áo nhà tu, trong khi họ vẫn cố gắng thu góp của cải, tìm kiếm danh vọng. Và như thế, họ cố gắng đạt cho được những gì tốt đẹp nhất của hai thế giới đó. Họ học thuộc lòng một vài cuốn sách, một vài cuốn kinh, rồi tan biến trong sự xung đột bè phái không có vẻ đạo lý chút nào. Nhưng những người cầu chân lý và tôn giáo chân thành, dù thuộc đảng phái nào, tôn giáo nào, nếu họ không làm giống như những người kia thì họ ắt là những người hợp với lòng tôi, và thực sự có thể có chút ít khác nhau giữa họ và tôi. Tóm lại, những gì tôi cảm thấy là bất cứ kẻ nào không chân thành, dù họ có mang bất cứ một nhãn hiệu tôn giáo nào, họ và tôi đều cùng chung một niềm tin. Cô ta hỏi, nhưng thế nào ấy? Hình thức tu hành của anh khiến anh không bằng cả một tên ăn mày tầm thường. Tôi chưa bao giờ thấy ai làm như anh cả. Anh thuộc môn phái nào và tôn giáo nào? Tôi nói cho cô ta biết rằng đó là con đường tự khước từ hoàn toàn. Từ bỏ tất cả và theo con đường này, người ta có thể thành Phật ngay trong đời này. Nhưng khi đã theo con đường này, tất cả những mục đích, tất cả những tham vọng thế gian đều như cát bụi tản mát theo gió bốn phương. Cô ta nói một cách đầy bất ngờ, ý nghĩ của anh và của họ có vẻ rất khác nhau. Con đường anh đi khó khăn lắm. Tôi nói, chắc chắn con đường họ dễ đi hơn. Nhưng một hành giả du già vẫn còn bị trói buộc nhiều mối như thế, theo ý tôi không phải là một tín đồ chân thật. Ngay cả những người cầu đạo chân thành cũng không thể để thiết y giảng của họ
với một vết yêu mến nhỏ bé nào với mọi vật của thế gian này, nhất là danh vọng và vinh dự. Và dù cho họ đã từ bỏ những thứ đó, thì cũng vẫn còn một khác biệt vĩ đại nữa giữa những nhà sư áo vàng và tôi trong phương diện mau chóng và hữu hiệu trên con đường thành Phật. Nhưng cô sẽ không hiểu đúng điều đó đâu. Như thế, nếu có thể được, hãy tự hiến mình cho cuộc sống tu tập. Nếu không, cô hãy về nhà mà vui hưởng những của cải nhất thời của tôi đi. Cô ta nói, tôi không thể nhận ngôi nhà và ruộng đất mà đúng ra chúng vẫn thuộc về người em gái của anh. Tôi cũng thích làm người hiến mình, nhưng không phải một kẻ hiến mình như anh. Rồi cô ta từ già. Dĩ nhiên việc tôi không quan tâm đến sản nghiệp đã đến tai thím tôi, vì tôi đã tuyên thệ theo mệnh lệnh của thầy tôi, khiến bà nghĩ rằng bây giờ bà có thể chiếm được nó một cách hợp pháp. Bà đến thăm tôi mang theo thức ăn, đồ uống làm quà tặng. Bà đến với tôi một cách ôn hòa, lễ độ, khác hẳn với cái bản ngã thường lệ của bà. Bà nói, cháu à, hôm trước gặp cháu, thím đã đối xử rất thô lỗ với cháu. Xin cháu hãy bỏ qua cho sự vô minh của thím và hãy hoan hỷ tha thứ cho thím. Như thế cháu mới xứng đáng là người tu hành. Giả sử bây giờ thím canh tác ruộng đất của cháu, cung cấp lương thực cho cháu, cháu nghĩ thế nào? Tôi đáp, được. Mỗi tháng thím mang cho tôi 20 giả lúa mạch, phần còn lại thím có thể giữ lấy. Vì thế bà ra về với công việc hàng ngày của bà. Sau 2 tháng, lúa đã lên cao. Và rồi một hôm, bà lại đến miệng hang nói với tôi, người ta nói rằng nếu thím canh tác đồng ruộng của cháu thì các thần hộ vệ của cháu sẽ phật ý mà làm hại thím. Tôi hỏi, làm sao tôi có thể thi triển quyền thuật nữa? Nếu thím cày cấy ruộng đất cho tôi và cung cấp thực phẩm cho tôi, là thím sẽ xóa bớt một ít sự ác độc của thím đấy chứ. Bà nói ngay, thế thì xin cháu vui lòng thề rằng cháu sẽ không dùng chú thuật nữa, được không? Bằng một cách ngây thơ như bao nhiêu người ở thế gian, tôi đã thề theo lời yêu cầu của bà. Và bà lại ra về mà lòng còn hân hoan hơn cả lần trước. Bây giờ tôi kiên tâm dành tất cả thì giờ của tôi cho việc thiền định. Nhưng tôi không đạt được một dấu hiệu nào chứng tỏ có sự tiến bộ hay tăng trưởng về mặt tri thức hay kinh nghiệm của tôi trong phép du già luyện thân nhiệt. Dĩ nhiên việc này làm tôi buồn vô cùng và khiến tôi lo lắng về những gì tôi sắp làm. Rồi một đêm nọ tôi nằm mộng. Tôi đang cày một thửa ruộng, nhưng đất cứng quá, tôi không thể cày được. Khi tôi đang thất vọng, thì chính sư phụ Ma Ba hiện đến khuyến khích tôi hãy kiên nhẫn. Sư phụ tôi đích thân dắt bò cày ruộng thì đất cày dở dễ dàng và một mùa gặt với hoa màu thừa thải theo sau. Điều này làm tôi vui sướng vô cùng. Trước tiên cái ý tưởng xuất hiện cho rằng những giấc mộng chỉ là những vọng tưởng của con người. Sau rốt kẻ đần độn cũng không cho chúng có một tác dụng nào cả. Nhưng rồi dường như đối với tôi, tôi cho đó là một thông điệp rõ ràng của sư phụ tôi gửi cho tôi. Tốt hơn là tôi ghi nó vào trí nhớ. Và tôi đã lồng giấc mộng này vào một bài thơ. Tôi dĩ đất cứng với tâm tôi, mà niềm tin là nước tưới xuống và phân bón trải vào để nuôi dưỡng ruộng tâm. Và ân điển tưới xuống như mưa rào. Những con bò và cái cày là sự tập trung và trí tuệ. Lưỡi cày là phương pháp và lý luận chân chánh. Bàn tay dẫn dắt là mục đích. Chiếc roi là nhiệt tâm và kiên nhẫn. Như thế đất cứng là vô minh bị phá dở, những viên đá tội lỗi và cỏ dại giả hình bị bật gốc. Dĩ nhiên mùa gặt là chánh mạng đã thành tựu với những quả chân lý được đón hái. Tôi quyết định đi tìm một hang động khác trong các hang động sư phụ tôi đã chỉ. Tôi mất một thời gian, vì trong lúc tôi sắp ra đi thì thím tôi leo lên đồi mang theo đủ 60 giả lúa mạch, một chiếc áo may bằng những mảnh da thú, một cuộn vải tốt và một ít bơ gói thành một cục. Bà ném những thứ đó xuống chân tôi và nói, cháu ơi, này cháu à, những món này là để trả cho cháu về phần ruộng của cháu đấy.
Bây giờ thì cháu hãy đi cho khuất mắt thím, hãy đi càng xa càng tốt. Những người chung quanh sớm bảo rằng thằng Thobaga sẽ làm hại chúng ta nữa nếu thím còn dính líu đến nó, và họ sẵn sàng giết chết cả hai chúng ta. Vì thế trong lúc còn êm đẹp, cháu hãy trốn đi để được an lành hơn. Thím không hiểu tại sao họ muốn giết thím, nhưng chắc chắn họ sẽ giết cháu nếu cháu còn ở đây. Tôi biết rõ rằng chẳng có ai nói những lời như thế, vì đó không phải là điều họ nói. Tôi biết rằng bây giờ làm thế nào tôi cũng mất công thề thốt nữa. Tuy nhiên tôi đáp: Thím à, nếu cháu không trung thành với những lời thề của cháu thì bây giờ thím đã thành một xác chết rồi, vì hoàn cảnh này làm thay đổi lời thề của cháu. Nhưng nếu cháu vẫn không giữ được hạnh nhẫn nhục với một người thím là kẻ luôn luôn muốn hại cháu, thì cháu còn giữ được nhẫn nhục với ai? Nếu tối nay cháu chết, cháu đâu còn hưởng thụ được nữa. Nhưng hạnh nhẫn nhục là con đường để thành Phật, vì thế nó có giá trị hơn ruộng đất nhiều. Và thím cũng như chú là những người đã tạo cơ duyên cho cháu chọn cuộc sống đạo hạnh, vì thế cháu rất biết ơn chú thím, và cháu sẽ cầu nguyện cho thím và cả chú nữa cũng có thể thành Phật trong những kiếp sau. Thím đã lấy ruộng đất rồi, bây giờ cháu cho luôn ngôi nhà cho thím. Rồi tôi giảng Phật Pháp cho bà nghe, và tôi kết thúc bằng một bài hát diễn tả rõ sự tương phản giữa cuộc sống thế gian với của cải, khoái lạc và thức ăn đồ uống. Nhất là thức ăn đồ uống ngăn chặn tất cả sự phát triển tâm linh, và cuộc sống của nhà tu khổ hạnh là người thoát khỏi những xiềng xích trói buộc mình với thế gian. Cháu ơi, cháu thật là một người chân tu, thím tôi nói khi bà bước chân ra về với lòng đầy thỏa mãn. Tôi thật không ngờ vì thấy bà đã có thể cư xử như thế, nhưng đồng thời tôi cũng rất vui mừng vì đã thoát khỏi trách nhiệm của một người làm chủ những của cải thế gian. Tôi quyết định thực hiện chương trình của tôi và tìm một cái hang khác mà tôi đã nhớ ra trong trí. Vì thế sáng hôm sau, với những thứ mà thím tôi gọi là để trả phần cho tôi và một ít thức ăn còn lại, tôi đã ra đi, và dĩ nhiên là để tìm nơi thích nghi cho tôi. Tôi đặt chăn mền trên chiếc nệm cứng trải trên nền đất. Ngay lúc đó và tại đó, tôi đã nguyện rằng tôi sẽ không xuống những nơi có người ở nữa cho đến khi nào tôi đạt được năng lực tôi đang tìm kiếm, tức tri thức siêu việt, mà nó là đoạn mở đầu đưa đến giác ngộ. Và tôi cầu nguyện các vị thần hộ mệnh giúp tôi trong việc giữ vững lời nguyện. Nếu tôi phản lại lời nguyện, tôi thề rằng tôi sẽ chết ngay tức khắc. Và như thế, tôi đã tiếp tục sống qua một thời gian dài với một ít bột lúa mì và bất cứ loại thực phẩm nào có thể kiếm được ở đó. Và tôi đã lãnh hội được tri thức của sự điểm đạo truyền pháp cao nhất mà sư phụ tôi đã cho tôi. Nhưng lúc này thân thể của tôi quá suy nhược, không thể kiểm soát được luồng khí hay năng lực của thân tâm. Vì thế tôi vẫn không đạt được nội nhiệt, và tôi vẫn dễ cảm thấy lạnh lắm. Rồi với lòng nhiệt thành vô hạn, tôi đã cầu nguyện với sư phụ tôi, và kết quả đến với tôi là cảnh một số thiên nữ bảo rằng họ đã được Lạt Ma Ma Ba phái đến để trợ giúp. Họ đã tổ chức một buổi lễ trang nghiêm và sau đó cho tôi những lời dạy về các phép luyện tập. Vì thế tôi luyện tập theo những lời dạy này, và sau đó tôi bắt đầu cảm thấy trong người tôi sinh ra một luồng nội nhiệt. Và tôi tiếp tục luyện tập chuyên cần luồng nội nhiệt này thêm một năm nữa. Bỗng nhiên tôi muốn ra ngoài để giải khuây một chút. Lúc tôi sắp ra ngoài thì tôi nhớ lại những lời thệ nguyện, và tôi đã dừng lại kịp thời. Tôi tự trách mình một cách chính đáng vì đã có ý nghĩ như thế, chưa chi đã đầu hàng rồi. Rồi tôi hát một bài tự khiển trách mình, nhắc nhở rằng Milarepa, một kẻ không ra gì, đã may mắn được sống một mình, không bị những quan tâm thế gian quấy rầy. Việc gì mà bỗng dưng y lại cảm thấy cô đơn? Nếu y giữ được tâm bình thường thì những ý nghĩ cám dỗ đâu có thể len vào tâm y được. Một người hiến mình cho đạo trở lại với thế gian vì cái gì? Và như thế tôi lại tiếp tục thiền định thêm 3 năm nữa. Và lúc này thần trí tôi đã được mở mang không ít. Nhưng bây giờ bột lúa mạch dự trữ đã cạn,
mặc dù khẩu phần của tôi rất nhiệm nhặt, chỉ 20 vạ lúa mạch một năm, và dường như tôi bắt đầu sắp chết đói đến nơi mà vẫn chưa đạt đến Phật tánh. Điều này khiến tôi suy nghĩ, làm sao những người thế gian lại có thể quá sung sướng khi họ kiếm được một đồng bạc, và họ cũng đau khổ nhiều như thế nếu họ mất một đồng. Đem so sánh với sự hạnh phúc nhất thời đó, thì cuộc sống của tôi là một cuộc sống lý tưởng, và Phật tánh còn giá trị hơn 1 triệu đồng rất nhiều. Thật sự, nếu có phải chết đi trong lúc tiếp tục giữ vững những lời thệ nguyện, vẫn hay hơn là phản bội chúng để được sống. Tôi phải làm gì? Rồi tôi nghĩ không phản lại lời thề để đi tìm thực phẩm. Nếu tôi không đến nơi có người ở, như thế tôi đã giữ đúng theo những điều tôi đã thệ nguyện trước kia. Do đó, một buổi sáng nọ, tôi đi dạo qua phía bên kia viện hang, đến một nơi có ánh nắng mặt trời, có con suối chảy và những cây tầm ma mọc chung quanh. Một nơi đẹp như tranh mà người ta có thể ước mơ phóng tầm mắt nhìn khắp vùng đồng quê. Tôi rất thích nơi này và đã đem một ít vật sở hữu ra khỏi hang, xuống dòng sông, tiếp tục thiền định ở đấy, chỉ sống với canh nấu bằng đọt cây tầm ma. Thân thể tôi tốt lại chỉ còn xương với da, da tôi xanh như tấm giấy da dê, và cả tóc nữa cũng ngả màu xanh. Lúc này bên ngoài tôi không có quần áo che thân, bên trong không có thực phẩm nuôi mình, cuộn giấy sư phụ cho để tham cứu lúc có gì bất trắc xảy ra. Tôi thường lấy xuống và nhìn nó một cách trìu mến, rồi đặt lên đầu như là dấu hiệu tỏ lòng kính trọng những gì ghi trong cuộn giấy. Và đó cũng là tục lệ của người Tây Tạng chúng ta. Việc này dường như đã xoa dịu được những cơn đau vì đói, mặc dù không có gì để ăn. Đôi khi tôi còn ở nữa, làm như vừa ăn xong một bữa ăn ngon. Một hai lần tôi suýt mở cuộn giấy ra, nhưng có cái gì đó ngăn lại, vì tôi biết rằng chưa đến lúc phải làm như thế. Nguy hiểm sẽ đến với tôi còn to lớn hơn nhiều. Nhưng bao giờ cuộn giấy cũng nằm bên cạnh tôi. Một năm nữa đã trôi qua, và một vài người thợ săn lang thang lạc đến vì không tìm được cuộc vui nào. Thoạt nhìn thấy tôi, họ chạy trốn vì nghĩ rằng tôi là một con quỷ. Tuy nhiên tôi quả quyết rằng tôi là một con người giống như họ, một người hiến mình cho đạo. Ông ta không có vẻ gì là người cả. Họ phê bình, nhưng họ cũng đã bình tĩnh trở lại và bước tới gần hơn để nhìn đối tượng kỳ lạ. Rồi họ vào trong hang, bới móc từng xó gốc, từng kẻ nứt trong hang, tìm chẳng có gì. Họ lại xuống suối hỏi tôi: "Chỗ để thức ăn của ông đâu? Hãy cho chúng tôi một ít, rồi chúng tôi sẽ trả lại đầy đủ cho ông. Nhưng nếu ông không có món gì, chúng tôi sẽ giết ông đó." Tôi đáp: "Bần tăng chẳng có gì cả, chỉ có rau tầm ma thôi. Và nếu bần tăng có thức gì khác, bần tăng cũng không cho bất cứ kẻ nào thô lỗ như các thí chủ, những kẻ dùng vũ lực uy hiếp người để lấy đồ ăn. Đặc biệt, họ đã làm nhục tôi bằng cách nâng người tôi lên cao rồi thả xuống. Chúng tôi không cần cướp của ông." Họ phản đối: "Và ông biết chúng tôi làm nhục ông bằng cách nào không?" Tôi nói: "Các thí chủ nên để lại một chút phước đức chứ." Họ lập tức đáp: "Được rồi, chúng tôi sẽ làm nhục ông hoài hoài." Và họ làm theo lời nói. Họ nhấc bổng tôi lên rồi thả xuống nhiều lần. Vì thế xương cốt tôi không có gì che chở, bị dập da tím bầm, và tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tuy nhiên một người trong bọn họ đã từ chối tham dự cuộc đánh phá tôi, nói: "Này chúng mày, ông bạn này dường như là một vị thánh thật đấy. Dù cho ông ta không phải thánh thì cũng chẳng hay ho gì chúng mày hành hạ một người yếu đuối không thể tự vệ được. Chúng ta đói đâu phải lỗi tại ông ta. Bây giờ chúng mày nên thôi đi." Rồi anh ta nói với tôi: "Chào ẩn sĩ, ngài là một người rất tốt, cư xử quá độ lượng. Vì chính tôi không làm gì ngài, vậy xin ngài hãy nhớ đến tôi trong lúc cầu nguyện." Những người kia lấy việc ấy làm trò cười: "Dân cũng nên nhớ đến chúng tôi vì đã nâng ngài lên và thả ngài xuống đấy nhé." Người thứ nhất nói thêm: "Ê, nếu ông ta cầu nguyện
chắc chắn ông ta sẽ nhớ đến chúng mày, nhưng sẽ nhớ đến một cách khác lắm. Họ cười ầm lên rồi bỏ đi. Chắc chắn là tôi không nguyền rủa họ. Sau này tôi nghe nói họ bị một quan tổng đốc của tỉnh bắt giữ, kẻ cầm đầu bị xử tử, những người kia bị móc mắt, chỉ trừ người đã nói câu tử tế bên dịch tôi. Một năm nữa trôi qua, tất cả những y phục của tôi gồm mấy miếng vải rách của tấm vải mà thím tôi đã cho và chiếc bao đựng bột lúa mì. Tấm vải rách tôi đã dùng trải giường và cuộn vải len để che phần dưới của thân tôi. Chiếc bao tôi đắp trên ngực và những phần chính của thân tôi đắp bằng mấy miếng vải rách kết lại với nhau, tạo thành ba tấm buộc lại với nhau bằng một mảnh dây thừng tôi đã lượm được. Ban ngày tôi dùng nó làm áo, ban đêm thì có tấm da và chiếc bao, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Lại một năm nữa trôi qua. Một hôm tôi bỗng nghe tiếng nói của nhiều người, và nhìn ra cửa hang, tôi thấy rõ đám đông những người đang săn bắn. Khi những người đi đầu nhìn thấy tôi, họ buông hành lý la quảng, nhìn kìa có quỷ, và họ quay đầu chạy trốn. Nhưng những người phía sau không nhìn thấy, chế nhạo những người đi trước rằng giữa thanh thiên bạch nhật mà quỷ thần gì. Hãy nhìn lại coi. Họ đứng xa xa nói, nó vẫn còn đó. Những người nói giọng sợ hãi xác định, và rồi cả những người đứng hàng sao chót cũng phát run. Vì thế tôi bước ra khỏi hang và bảo họ rằng tôi không phải là quỷ thần gì cả, mà chỉ là một người ẩn tu mắc phải tình trạng này vì thiếu thức ăn. Không thỏa mãn, họ lục soát trong hang, nhưng chỉ tìm thấy những đọt tầm ma, và họ tỏ vẻ đầy kính sợ. Họ để lại cho tôi một phần thịt rất nhiều và nói bằng một giọng cung kính nhất, ngài là một hiền nhân ẩn tu khổ hạnh như thế này, xin ngài hãy cầu nguyện cho những con vật bị chúng tôi giết chết và tội lỗi của chúng tôi vì đã giết chúng. Một lần nữa, ý nghĩ có một ít thức ăn thông thường như người ta thường dùng thật là kỳ diệu. Và khi tôi ăn, một cảm giác khoan khoái dễ chịu chạy lan khắp người. Vì thế tôi có thể vận dụng toàn thể tâm trí vào việc tu luyện, và tôi đã đạt đến cảnh giới an lạc mà trước kia tôi không có. Công đức mà những người tốt đã bố trí thức ăn cho một người già xa lạ ẩn tu trên sườn núi to lớn hơn là biếu những món quà sang trọng cho những người giàu có ở thành thị. Tôi đã chia thịt ra thành từng phần để ăn từng bữa cho đến cuối cùng. Trước khi hết, nó đã quá giỏi. Tôi nghĩ hay là bắt sạch những con giòi trong thịt ra. Nhưng tôi lại cảm thấy nếu tôi làm như vậy thì có khác gì ăn cướp, tức đoạt thức ăn của giòi. Vì thế tôi để phần thịt lại cho chúng, và tôi trở lại với canh rau tầm ma. Một đêm nọ, có người nghĩ rằng tôi đã chôn giấu của cải gì đó, nên anh ta lẻn vào trong hang, lục soát từng xó góc tìm kiếm. Thấy thế tôi bật cười nói, nếu ban đêm mà anh có thể tìm thấy vật gì mà ban ngày tôi không thể tìm được thì anh đáng mặt giữ nó. Nghe tôi nói, anh ta cũng bật cười rồi bỏ đi. Sau đó một năm, một nhóm thợ săn khác đi ngang qua hang. Tôi ngồi nhập định xuất thần, mình quấn ba miếng vải buộc bằng sợi dây thừng. Vì thế họ lấy đầu cung đâm vào người tôi xem tôi có phải là người hay không. Vì thân thể và quần áo của tôi lúc ấy khiến họ nhất quyết là không phải. Trong khi họ đang cãi nhau xem tôi là gì, thì tôi mở miệng nói, dĩ nhiên Bần Tăng là người. Rồi một người hỏi, anh là Thôn Ba Ga? Khi tôi bảo họ là phải, thì họ hỏi mượn tôi một ít thực phẩm, hứa chắc rằng họ sẽ trả lại tử tế. Họ nói, chúng tôi nghe nói anh về quê đã mấy năm nay rồi, suốt thời gian từ đó đến giờ anh vẫn ở đây sao? Tôi đáp, tôi ở đây, nhưng tôi không thể cho các anh thức ăn vì tôi không có thứ gì để các anh ăn được. Họ nói, anh ăn gì thì chúng tôi ăn nấy, chúng tôi không có gì đặc biệt đâu. Thế thì các anh đốt lửa lên rồi hái những đọt tầm ma bỏ vào nước sôi luộc đi, tôi bảo. Và họ làm theo lời tôi. Khi rau đang sôi, một người reo lên, chúng ta hãy cho thịt hay xương vào làm canh,
hay một chút mỡ nữa cũng được. Rồi hãy cho chúng tôi một chút bột lúa mì hay chút hạt gì để làm cho nó đặc một chút. Họ hỏi một cách hy vọng. Tôi nói, nếu tôi có những thứ đó, thì tôi đã có món ăn ngon đầy chất bổ rồi. Mấy năm nay, tôi chẳng có những thứ như thế. Thay vì các anh hãy ăn món đọt tầm má xem. Được, nhưng ít nhất cũng cho chúng tôi một tí muối chứ. Họ hỏi một cách thất vọng. Tôi lặp lại những câu trả lời trên và giới thiệu họ món canh đọt tầm ma. Họ nói, nếu anh sống bằng cái thứ mà anh gọi là thực phẩm này và mặc bằng những mảnh vẽ buộc dây đó, tôi không thể nghĩ ra anh là thế nào. Ôi, anh phải khó làm người lắm. Nếu anh không thể tìm được việc làm nào khá hơn, chẳng hạn như người giúp việc, thì ít nhất anh cũng có được một ít món ngon lành để ăn. Anh bao giờ cũng là người khốn khổ nhất đời và cũng là người đáng thương nhất. Tôi phản đối. Bây giờ đừng nói thế. Sự việc còn hoàn toàn trái ngược lại khác. Sự thật, tôi là người may mắn nhất đời vì tôi đã gặp được đại dịch giả Mapa. Ngài đã trở thành sư phụ của tôi và tôi học đạo nơi Ngài. Đạo mà người ta có thể thành Phật ngay trong đời này. Vì thế tôi là người duy nhất với can đảm và hoài bão chân thật đã vượt ra ngoài toàn thể loài người. Về phần các anh, được sinh ra trong xứ sở Phật giáo mà suốt đời không bao giờ lắng nghe dù chỉ một bài thuyết pháp. Các anh đặt mục đích của mình ở một thế giới thấp kém nhất trong tất cả những thế giới khả hữu, và các anh mãi mê trong đó. Các anh đang chồng chất những nợ nần quan trái cho chính mình. Các anh có một ý thức rất sai lầm về các giá trị. Trái lại, tôi hạnh phúc trong cảnh an lạc tương lai và vui hưởng những sự vật mà chúng là nguồn hạnh phúc chân thật. Sự thành Phật có giá trị to lớn hơn quần áo, thức ăn, và những vật sở hữu đạm bạc của tôi cũng đủ để giữ cho tôi khỏi chết. Hãy làm như tôi làm. Nếu các anh không thể nhìn thấy sự lầm lạc của những con đường các anh đi, thì ít nhất cũng dành cho tôi một chút tình thương xót của các anh chứ. Trời đang về chiều, mặt trời sắp lặn. Đã đến lúc các anh phải từ giả, và chết sẽ đến với mọi người chúng ta. Tôi không thể lãng phí thì giờ để nói những chuyện vô ích. Vì thế, bây giờ tôi sẽ trở lại việc thiền định của tôi. Và như thường lệ, tôi đã đưa phần chót cuộc nói chuyện vào một bài thơ. Thay vì ghi vào lòng những lời tôi nói, họ bảo, anh biết anh có giọng hát hay đấy chứ. Mà chúng tôi không thể làm nó khàn được như anh đang làm. Vì thế chúng tôi phải từ giã anh. Và họ ra đi. Tuy nhiên, cuộc viếng thăm của họ không phải không có hậu quả. Nhớ đến bài hát và giọng hát của tôi, họ lại đem ra hát vào một ngày lễ công cộng. Dịp mai hôm đó, Beta, em gái tôi, đang đi xin ăn ở đó. Khi nghe hát, Beta nói, thưa các ngài, người mà các ngài ca tụng trong bài hát thực là một ông Phật. Nghe Beta nói, họ cười ầm lên và cất tiếng chế giễu vì Beta đang ca ngợi anh mình. Một người nói, Phật hay không gì á, đó chính là anh của mày, đang thân tàn ma dại sắp chết vì đói rồi đó. Beta hét lên, làm sao các ông có thể hả hê khi nhìn thấy những buồn khổ của tôi như thế được? Cha mẹ tôi đã chết từ lâu, anh tôi mất tích và tôi trở thành kẻ ăn mày lang thang. Và Beta tan biến trong trận khóc ngay dài. Ngay lúc ấy, Yesay đang đi đến gần đó, bèn dừng lại an ủi Beta. Không phải họ chế giễu Beta, mà có thể họ chế giễu tôi, Yesay nói. Tôi cũng đã gặp anh ấy một lần. Hãy đến hang xem anh ấy còn ở đó hay không. Nếu còn, chúng ta sẽ thăm anh ấy.